con tung chưa? Chuẩn bị vào lớp rồi, rút cái đấy ra. Tai nghe hay đâu? Vào lớp, bóng vào lớp, mau vào rồi. Không lúc nào ông nói hẳn hoa tử tế. Chưa vào phòng được. Nếu mà ấy thì cắm tay nghe. Không cắm. Hello teacher. Hello, how are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm good. I just watched the football match between Vietnam and Thailand. You know the football match between Vietnam and Thailand tonight? Yes. I just watched. Do you like football? I like, yes. You can do okay, good. I also like it. But we had to study today, but goodbye. Okay, so we get back to our lesson today. So have you done the homework? Yes, I have. Okay, so can you open the homework so I can check it now? You ready? Yes. Okay, so here we have some items, and you also have a column with some description. So can you match the item with the column below? Ý mình là mình có một số những cái đồ vật ở trên và ở dưới có một cái cột và có những cái miêu tả. Và bạn match, mình bạn nối vào hai cái cột lại với nhau cho mình. Okay. Okay. Ừ, đọc bạn đọc ra cô. Đúng rồi. Bạn đấy. Bạn chỉ cần nói là cái nào đối với cái nào thôi. Đọc cái câu lên loại lên này, xong bạn chọn luôn cái đáp án này sau đó. To a cheap bracelet. To is a cheap bracelet, yeah. Three, an old-fashioned. Three is an old-fashioned watch. Oh. Six, a modern watch. Six is a modern watch, yeah. Four, an expensive bracelet. Mm-hmm. Five, baggy jeans. Five, baggy jeans, yeah. One, a tight sweater. Right. Okay, so let's do it. Okay, so we get back to our lesson today. So today we continue learn about the topic shopping, and at first we're gonna improve our listening skill. Đầu tiên mình sẽ cải thiện cái kỹ năng nghe của mình bằng việc đó là mình sẽ nghe một đoạn hội thoại. Trong đoạn hội thoại này thì bạn nhìn thấy mình này. Trong slide thì có 4 item. Thứ nhất là cái gì nhỉ? Number 1, what is it? A jacket. Jacket, yeah. Number 2. Sunglasses. Sunglasses. How about number 3? Bracelet. Bracelet. Number 4? Swimsuit. Swimsuit. Yes, swimsuit. Okay, so on the right hand side we have 4 people. A, B, C, and D. Và mỗi cái người ở bên phải này sẽ match với nghĩa sẽ nối với một cái đồ vật ở phía bên trái này. Và đoạn hội thoại sau thì mình nó khá là dài đấy. Bạn nghe cho mình xem là cái đồ vật nào thì tương ứng với ai trong bức tranh này nhá. Và trong cái đoạn hội thoại họ sẽ nói tên của những cái nhân vật nào. Các bạn thử đoán xem nhá. Ơ nhưng mà người ta không cho biết ai là Anna, ai là Lam thì làm sao mình lối được hả cô? Vấn đề là chính vì thế là mình sẽ nghe
sẽ có một cái gọi là một cái hint ở đằng sau, nó giải thích, anh nghĩ là nó giúp mình phải đoán được ai là ai. Ở trong cái slide thì ba nghĩa là phải nói rõ là ai tên là gì đúng không, Emma cách rồi thì Lam rồi thì, nhưng mà ở đấy không có nên là mình thử đoán thôi nhá, cái giọng này. Bởi vì cái slide sau ấy, ok, có một bạn tên là Robin, là bạn này. Mình sẽ loại trừ ra để tìm ra các bạn còn lại nhớ. Track B10, page 63, activity 9. Listen, match. And match. One. Emma? Whose jacket is this? Is this? It's not mine. It's not Maddie's. Too big for her. Maybe it's Dan's? Yeah. It's his because his name is on the inside. Two. Robbie. What glasses are these? They're mine. Aren't they Dan's? They were his. They're mine. They were too small for him. Three. Maddie? Is this yours? No. I don't wear expensive bracelets like that. Well, whose is it? It's Emma's. It was a birthday present from her mom and dad. Four. Robbie? Whose swimsuit is this? Well, it's not mine. And it's not Dan's. Emma? Is this yours? No. It's Maddie's. Your new swimsuit last year was too tight. Okay. Well, bạn có nghe được điều gì cho bạn này? Mình thấy là họ nói khá nhiều ấy. Không, em không nghe được. Ok, mình sẽ đi từng câu một nhá. Thì sẽ dễ hơn. Bởi vì đoạn này nó khá nhiều nên là mình sẽ hơi bị confused. Track B10, page 63, activity 9. Listen and match. One. Emma, whose jacket is this? It's not mine. Bạn nói cái gì? Whose jacket is it? Okay. Emma, whose jacket is it? Nghĩa là đầu tiên bạn hỏi là hỏi bạn tên là Emma đúng không? Cô bạn là Emma. Whose jacket is it? And it's not Maddie. It's too big for her. Maybe it's Dan's. Yes, it's his because his name is on the inside. No, ở đây họ nói là, bạn có nghe đoạn mình tiếp theo không? Không. Kiểu như là đầu tiên mẹ hỏi Emma, whose the kid is it? Thì bạn kia nói là, it's not mine. Nó không phải là của tôi. It's not mine. It's not Maddie's jacket, nghĩa là cũng không phải của Maddie mà sẽ của một bạn khác. Này nó là của Maddie, bạn ấy bảo là đúng rồi, cái này là của Maddie. Đầu tiên nhá, bạn ấy hỏi là Emma, whose jacket is it? Các bạn ấy nói là it's not mine. Emma nói rằng cái áo khoác này không phải của tôi. It's Maddie, nghĩa là của Maddie. Và bạn kia nói còn vừa, bạn kia hỏi là có phải của Maddie không? Bạn kia hỏi, đúng rồi, của Maddie. Áo này là của Maddie. Nó hơi dài thì như là nó hơi nhanh rồi bạn nghe hơi khó. Two. Robbie, whose sunglasses are these? Bạn kia hỏi gì nhỉ? Whose sunglasses are these? Đúng rồi, Robbie. Bạn kia hỏi là, bạn Robbie ơi là cái kính này là của ai? Đúng không? Thì nó bị trả lời nào nhá? They're mine. Ai? Dạ. Là đó là của tôi. They're mine. Aren't they Dan's? They were his, but now they're mine. Because they were too small for him. Mày nói gì nhỉ? Không. Bạn Robbie này nói là It was Dan's. Nghĩa là cái tên, nghĩa là của bạn, một bạn có thể tên là Dan. Và bạn nói là, Robbie nói là cái kính này
đã từng là đồ vật của, đã từng là của bạn đây này. But là it's too small, nên là quá nhỏ. Nên bây giờ là của tôi. Như vậy. Three. Maddie, is this yours? No, I don't wear expensive bracelets like that. Hãy hỏi mẹ. Không thấy. Vậy là thế là Maddie, is this yours? Cái này là của bạn không? Bạn chỉ vào cái bracelet, cái vòng ấy, bracelet. Is it yours? Là bạn, bạn Maddie bạn trả lời là no, I don't like. Well, whose is it? It's Emma's. Tôi không, I don't like the expensive bracelet. Tôi không thích cái vòng tay đắt đỏ như vậy. Mà nó là của Emma. It's Emma's. It's a birthday present from her mom and dad. Nghe được câu này không nhỉ? Không. Okay. Thật ra cái đoạn này nó cũng hơi khó. Nó là, bạn nói là cái đây là món quà từ mẹ của bạn Emma, bố mẹ của bạn Emma là cái gì tốt, là sinh nhật của bạn ấy. Four. Robbie? Whose swimsuit is this? Hãy hỏi mình nhỉ? Who is swimsuit? Whose swimsuit is this? Whose swimsuit is this? Cái bộ Robbie. Bạn hỏi Robbie là cái bộ đồ bơi là của ai? Well, it's not mine. And it's not Dan's. Bạn nói là gì nhỉ? They are mine. Bạn nói là well, it's not mine. Nó không phải là của tôi. And it's not Dan's. It's not, nó cũng không phải là của bạn Dan. Không phải của tôi. Emma, is this yours? No. Maddie's. It's new. Your new swimsuit. Last year. Bạn nói gì nhỉ? Bạn nói hỏi. Không thấy. Nghĩa là bạn nói là cái bộ đồ bơi này cũng không phải là của bạn Maddie và là của bạn Emma. Đó là bộ đồ bơi mới mua của bạn ấy. Đúng vậy. Vì bài này thực ra cũng hơi khó nghe đối với bạn vì họ nói khá là nhanh và nói nhiều thông tin, và có một đoạn là còn bẫy nữa, là kiểu mình thường mình sẽ nghe tên xong mình sẽ đoán luôn, nhưng mà thường lần sau họ nói là không phải của tôi, không phải của người kia mà là của người này, thì mình mới nghe mình sẽ hay bị confused bởi vì họ bẫy. Bài thì hơi khó đấy. Đầu tiên nguyên thì mình chỉ cần rút ra một cái trong cái bài này, đó là cái cấu trúc whose sunglasses are these. Thì câu này bạn đọc cho mình nào. Whose sunglasses are these? Whose sunglasses are these? No. They are Robbie's. They are Robbie's. Rồi, dịch cho mình hai câu này nào. Chiếc có kính râm là của ai? Chúng là của Robbie's. Oh, Robbie. Chiếc kính râm. Những chiếc, cái chiếc kính râm này là của ai? These. Đó, chiếc kính râm này là của ai? Nó là của Robbie. Và của Robbie thì phải dùng từ cách. Có bao nhiêu bạn này không nhỉ? Từ cách. Yeah. Who's are these? Thì tương tự như vậy, với chiếc jacket này mình sẽ hỏi rằng whose jacket is this? Is this, yeah. Nếu nhá, is this. Ngoài cái này có S. Yeah. How about bracelet? Swimsuit. Who was swimsuit? Is this? Is this? No, vòng tay này. Whose bracelet is this? Whose bracelet is this? Đây mình nói là chiếc vòng tay đó là của nó là của Emma nói nè. This is Emma. Emma's. Emma's. Thì cách mà đúng không? Vâng. Cô ấy. Còn this is Emma. Đấy là Emma. Còn this is Emma's. Là, đó là của Emma. Khác nhau nhá. Vâng. Nhớ đoạn cuối. Okay, so the next exercise. Match the opposite. Không biết nghĩa của opposite là gì không? Opposite.
Có ạ. Dạ. Là đối ngược nhau hoặc là đối diện nhau. Yeah. So in here we have our adjective and in two columns, so we're gonna match the opposite adjective. Mình có hai cột tính từ và mình sẽ nối những tính từ trái ngược nhau, trái ngược nghĩa của nhau. Yeah. Let's get started. The first one. Expensive với cả cheap. Expensive. Expensive. Cheap. Cheap. Mm-hmm. Good. Modern đối diện với old fashioned. Old fashioned. Old fashioned. À nhá, không phải A nhá. Old fashioned. Yeah. Tight. Long. Are you sure? Tight. Baggy. 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 Yeah. Big. Tight. Big, small. Big. 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 Rồi nhá, một cái G cuối. Big. Big. Small. 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 Uh-huh. Short, long. Short. 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 Long. Long. Uh-huh. Nhớ một cuối nhá. Very good. Okay. So in here, we have a picture. Đây là bạn Skye. Và bạn ấy mặc hai thứ. Thứ nhất là bạn ấy mặc một chiếc áo khoác và một chiếc quần. Và câu đầu tiên họ làm mẫu cho mình là Jack, that jacket is too short. Chiếc áo khoác thì ngắn. Và bây giờ chiếc quần, họ cho một cái tính từ là baggy. Tương tự như cấu trúc đầu tiên, bạn đặt câu cho mình với chiếc quần nào. That pants is too baggy. Pants thì là số ít hay số nhiều nè? Là số nhiều ạ. Chiếc quần có hai ống đúng không? Vâng. Là số nhiều, rất là nhiều. That thì dùng cho số ít. Bây giờ nhiều thì là gì? These pants. Phải là these không? Nhớ, these thì là these. Bây giờ that thì là those. Nhớ nhá, those. Yeah. Those pants are too baggy. Very good. No. Those pants are too baggy. Very good. No. Yep. The next one is that. Người tiếp theo là bạn Linh. Và bạn ấy mặc cái là áo gì nhỉ? Áo len. Là sweater. Sweater. Và đây là áo đặc nữa. Short. Short. Yeah. Rồi. Và tương tự như cấu trúc ở trên, bạn đặt cho mình hai câu nào. Và có hai cái từ là tight and long. Number three. That sweater is too tight. That sweater is too tight. Đọc chuẩn cho mình à. That sweater is too tight. That sweater is too tight. That's good. Number four. Those shorts are too long. Those shorts are too long. Yes. That's good. Okay. The next one. So, mình nhìn ở bức tranh này nhá. Đầu tiên là chiếc áo này là của bạn Skye đúng không? Yeah. Chiếc quần dài là của bạn Skye. Bạn nhớ cái chi tiết này nhá. Chiếc áo len này là của bạn Ly này. Và chiếc quần short này là của bạn Ly. Và tương tự như vậy mình có bài tập thứ 5 là look up activity 4. Mình vừa just look back. Và bây giờ bạn đọc cho mình từng câu lên. Sau đó trả lời cho mình. Tương tự như cái cấu trúc vừa nãy. Thử nhá. Mình sẽ làm mẫu câu đầu tiên. Whose jacket is this? Thì nó là của ai nhỉ? Chiếc áo này của ai nhỉ?
của sky. Yeah. East skies. Đúng không? Yeah. Cấu trúc sẽ là east skies. Nhớ sử dụng cách nhá. Skies. Okay, so number two. Whose pants are these? Mm-hmm. They are li. They are? Phải li thôi. À, they are sky. Phải sky không? Phải they are sky không? Cấu trúc là gì nhỉ? Mình vừa học, phải quan sát. À, they are skies. Đúng rồi, they are skies, nhớ nhá. They are sky, chúng là sky, không có nghĩa. They are sky, đó là purple sky nhá. Ok, so number 4, they said that is leaves. Cái gì của leaves nhỉ? Mình có hai cái item đó là gì nhỉ? Sweater, short. Rồi, bên cái câu như nào? Whose sweater is this? Mm-hmm. Is Liz. Very good. Number four. Who shot are these? They are Liz. Who's, nhớ nhá. Từ who's này có S ở đây. Nên đọc cũng là có S. Whose shot are these? Nhớ nhớ, they are these. Nhớ âm S nhớ. Okay, so we have a top activity. Tiếp theo thì mình sẽ có một đoạn gọi là hỏi và trả lời. Thì mình sẽ đặt ra câu hỏi và bạn sẽ trả lời. Okay. What do you often buy when you go shopping? I often buy a glove, eye cream, and a biscuit. Okay. Câu hỏi là gì? Okay, nhưng mà khi nhớ mình sẽ đặt mình hỏi câu hỏi dài như này. Bạn thường mua gì khi bạn đi shopping? Khi mình mới học ấy. Mình sẽ trả lời một cách đầy đủ một câu. Mình không nói là I often buy mà mình nói từ. Nghĩa là mình sẽ nói để một người khác, người thứ ba nghe sẽ hiểu bạn đang nói gì. Mình sẽ trả lời là mình dựa câu hỏi. Đấy, hỏi là bạn thường mua gì khi bạn đi shopping thì là when I go shopping I often buy biscuit, ice cream and clothes. Hiểu không? Nghĩa là mình nhắc lại cái câu đằng sau là when I go shopping, I often. Và nhớ từ ice cream nhé, không phải ice cream mà ice cream. Ice cream. Biscuit và tự chờ nhé. Okay. Good. Okay, next one. Who do you often go shopping with? I often go shopping with my mother. Very good. What are your favorite types of clothing? My favorite types of clothing is mình đã học những từ về trang phục là quần áo là áo len này, áo khoác này, quần dài, quần ngắn nào, áo phông. Trả lời gì ạ? My favorite types of clothing are sweater, short, t-shirt and pants. Dạ, được. Very good, yeah. And pants. Okay, so before we stop, can you tell me what we learned today? What you learned from this lesson today? Oh, hôm nay mình đã học những gì nào?
How good am I? Một cái cấu trúc mà ít lần lạ mình đã dùng ngày hôm nay là cấu trúc gì? Cấu trúc là hỏi là đồ vật kia của ai? Đúng rồi, cái câu là gì nào? Ví dụ một cái đồ vật nào? Whose sunglasses are these? Are these? Đây là cấu trúc quan trọng mà mình học xây dựng ngoài hôm nay. Đó là cái đồ vật này của ai? Và câu trả lời là mình sẽ nêu tên và có sở hữu cách. Thì ngày hôm nay mình học về sở hữu, đồ vật này thuộc sở hữu của ai và nó cũng sẽ trả lời là thuộc sở hữu của mình này, của A bạn B nào đó. Ok. Yeah. Rồi. Do you have any questions? Bạn có hỏi gì không nhỉ? No. Ok. Rồi, thế thì về nhà làm bài tập về nhà cho mình nhé. Và có thời gian thì nghe lại đoạn cái đoạn băng của bạn audio mà đầu buổi mình cho bạn nghe để nghe kỹ xem là bạn người ta nói từng từ gì. Thực ra nó không khó đâu, từ ngữ thì rất là dễ thôi, quan trọng mình nghe lại thì mình thử nắm bắt xem là cái đoạn của bạn là gì nhá. Ok, thank you for coming today, bye bye. Bye. Con trả lời được mà. Không hỏi con phản ứng chậm kinh như được đấy. Cảm giác cực kỳ chậm luôn đấy. Nhưng mà kể cả trong bài cũng thế. Con hôm nay học về cái gì? Học về hỏi là cái đồ vật này hoặc là cái quần cái áo này của ai? Nói tiếng Anh ra mình nói luôn, sao không phải để cô hỏi thì mới nói. Ví dụ cô hỏi là opposite là gì, em có biết không? Và em có, xong lại phải để cô hỏi là gì nhỉ? Thì con nói là opposite là đối diện, đối với nhau, con nói luôn ra đỡ mất thời gian đúng không? Nói thế em vẫn chưa. Không phải. Kệ cô phải ấy, con không có gì con phải lấy như thế. Con giả sử con hỏi opposite là gì, em có biết không? Con bảo có. Xong lại phải để cô hỏi là gì nhỉ? Mới lại là đối diện. Cô hỏi học về cái gì cũng lại ngồi ngây ra không nhớ được cái gì à? Ừ. Nói luôn con phản ứng chậm lắm. Bắt đầu học ngay đi. 20:30 bạn sẽ có buổi học trực tuyến ngôn ngữ sắp xếp thời gian thế nào? Rồi còn đâu bóng đá đâu? Hôm nay bố có ghi hình, bà có bật ghi hình không đấy? Có ạ, đang. Tắt gì tắt gì đấy? Đây con bị tắt. Đây đặt ở trên này. Đấy.